Ta bắt đầu đi hành trình đi bộ để lên mấy thác Tạt Nàng. Đây là nước từ trên thác Tạt Nàng chảy xuống. Vì chú ý nước này khá sâu. Không biết tao đi ngập đến đâu rồi. Mát thế. Dòng nước rất là mát. Ngập gần đến gối này. Hôm nay tôi mặc quần đùi đến đây là rất là tỉnh táo ấy. Rồi sau khi lội qua một khúc suối, chúng ta bắt đầu đi bộ, đi ngược lên chút. Thác này có vẻ như không có quá nhiều khách du lịch đến đây, cho nên là con đường lên đến thác nó vẫn còn rất là gồ ghề và tự nhiên. Nó chưa được làm một cách chỉnh chu lắm. Đường này đường dân hay đi thôi. Đường này nếu mà cái thác kia nó không, cái dòng suối ở dưới kia không quá lớn thì chắc cả chúng ta sẽ có thể đi xe máy lên tận đây được. Từ cái dòng thác ấy nó xẻ ra rất là nhiều nhánh. Theo như báo viết thì nó sẽ xẻ ra 3 nhánh và chảy xuống dưới. Bên này là nhánh thứ nhất này. Đấy. Bên này chính là nhánh thứ hai. Và rằng trước mặt kia chính là nhánh thứ ba. Nhánh 2 này và nhánh 3 chính kia. Do đang mùa mưa cho nên nước là khá là sâu. Mát quá. Ô, có con cua. Đây là nhánh thứ ba. Wow, mát thế. Rồi lên đến đây thì có một cái ngôi nhà thiết kế khá là hầm hố, như là kiểu khu nghỉ dưỡng ấy, chứ không phải là khu dừng chân cho khách du lịch. Nhìn hầm hố lắm. Và rồi tôi cũng thấy cái thác Tạt Nàng ở bên kia. Khu này gần như bỏ hoang, không thấy người ở đâu cả. Thật là phí. Chắc là mục đích của họ xây ra cũng rất là ý nghĩa. Nhưng mà lượng khách đến đây không quá nhiều. Có điều hòa thôi nha. Và đây chính là thác Tạt Nàng với 3 nhánh chính chảy trên xuống, là phân ra làm 3 cái dòng suối chảy xuống phía dưới luôn. Ta đến gần lại nó một chút xem thế nào. Ui, cái này dễ mục lắm. Đi ghê ghê nhỉ. Ủa rồi. Thác này có thể coi là thác vẫn còn hoàn toàn tự nhiên. Tại vì sao tôi nói vậy? Vậy tất cả cỏ kích ở dưới thác này gần như là còn nguyên, người ta không cắt bao giờ cả. Chứng tỏ lượng khách trên đây vẫn còn khá ít. Đấy, cho nên là nó cái thác nó vẫn giữ được vẻ nguyên bản của nó. Ở đây nó chảy thác có chảy nhỉ? 3 thác riêng biệt nhá, cái thác bên này. Chảy dòng suối bên này,
thác to thì được phân nha làm nhánh, một cái nhánh nhỏ và một cái nhánh to chỉ phía dưới. Ok, đẹp quá. Bên này được cụt rồi, đây nhánh nó chạy xuống dưới. Ok, và ở vị trí cái nhà kia không gian còn rất là rộng, thoải mái. Các bạn có thể lên đây cắm trại, nướng gà, nướng vịt trên này thoải mái. Và khoảng cách của nó so với quốc lộ cũng không xa lắm. Các bạn đi từ quốc lộ 6 đi vào đến thác Cạt Nàng này khoảng 13 cây. Do vậy tôi nghĩ đây cũng là một cái địa điểm du lịch không nên bỏ qua khi mà các bạn đến với Sơn La. Và ở phía ngoài kia là có khu du lịch cộng đồng của bản Phụ Mẫu. Do vậy nếu mà các bạn lo lắng về chỗ ngủ thì tôi nghĩ các bạn cũng không cần quá lo, tại vì khu du lịch văn hóa cộng đồng bản Phụ Mẫu sẽ đáp ứng được đa số lượng khách du lịch đến đây, vì họ cũng làm homestay khá chuyên nghiệp. Theo đánh giá tôi là khá chuyên nghiệp. Ok, đấy là toàn bộ review của tôi về thác Tạt Nàng thuộc xã, thuộc bản Phụ Mẫu 1, xã Trường Yên của tỉnh Sơn La, đấy, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La. Ok, rất mong một ngày đó các bạn sẽ đến thăm cái thác Tạt Nàng này. Xin chào các bạn nha. Nếu mà các bạn thấy hay và ý nghĩa thì hãy like, share và subscribe để ủng hộ tinh thần cho mình nhá. Thank you.